thì sân Long Biên là một trong những cái sân mà có cái chất lượng về mặt tổ chức cũng như là dịch vụ có thể nói là tốt nhất miền Bắc bây giờ. Và tôi nghĩ rằng ấy là cái đội ngũ nhân viên cũng như là cái đội ngũ lãnh đạo của sân và các cái cơ chế phục vụ cho các cái gôn thủ ở trên toàn miền Bắc cũng như là toàn quốc thì đều rất là tốt, và tôi cá nhân tôi thì rất là hài lòng. Gôn là một cái bộ môn thể thao nó có rất nhiều ý nghĩa, không chỉ là về mặt sức khỏe mà nó còn có ý nghĩa là kết nối những cái cơ hội làm việc hợp tác cho tất cả những cái gôn thủ. Thì những cái giải như này thì ngoài những cái ý nghĩa như vậy thì tôi nghĩ là bản chất là sân Long Biên cũng là một cái nơi mà mọi người rất là thích tụ họp lại, và nó cũng mang lại nhiều những cái ý nghĩa nhất định, không chỉ là liên quan đến golf. Hi, tôi đến từ câu lạc bộ Golf Line Club GLC của Hà Nội. Tôi là tham gia thường xuyên các giải của sân Long Biên tổ chức, và tôi thấy đây là một trong những nơi mà chúng tôi nên luôn luôn khám phá và có những cái trải nghiệm rất mới. Thứ hai là cách tổ chức của sân Long Biên rất là chuyên nghiệp, và thấy mọi cái chúng tôi rất là hài lòng mà tham gia các giải đấu do sân Long Biên tổ chức.